Thưa quý vị, người Phật tử có vai trò quan trọng trong việc hộ trì đạo Pháp, là nền móng cùng với chư Tăng Ni xây dựng ngôi nhà giáo hội ngày một vững chãi hơn. Bởi thế mà việc ngày càng nhiều Phật tử tinh tấn, gieo trồng thiện duyên và niềm tin với chính Pháp đã lan tỏa sâu rộng lời dạy của Đức Thế Tôn đến cộng đồng. Gần 70 tuổi, niềm vui lớn nhất đối với Phật tử tự Phúc Quang là tham gia đạo tràng tại chùa Pháp Vân, thành phố Hà Nội. Không chỉ giữ các thời khóa ở chùa, quý Phật tử còn dành thời gian đến nhà nhau tụng kinh, niệm Phật, chia sẻ kinh nghiệm tu tập. Nhờ đó mà họ đều rất tinh tấn, tin sâu vào chính Pháp. Qua học giáo lý của Phật và theo Phật tu hành, hộ trì Tam Bảo thì hiện nay cũng đã được 10 năm rồi, từ khi tôi về hưu đến giờ. Thì qua quá trình học tập, tu tập, thúc liễm thân tâm như thế, tôi thấy rằng là riêng bản thân tôi thì an tâm, an lạc, sức khỏe được tốt hơn. Cả hai ông bà đều xuống chùa vừa hộ trì Tam Bảo đường đồng thời là tu. Bắt đầu từ việc có cảm tình với chính Pháp theo truyền thống gia đình, càng tìm hiểu, những Phật tử này càng thấy lợi ích thiết thực từ lời dạy của Đức Thế Tôn. Từ đó, họ tìm sự an nhiên, tĩnh tại trong cuộc sống, dành niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo. Tôi là một Phật tử thuần thành, đã tin nguyện sâu, tin thiết và nếu để được như thế thì phải chịu khó đọc giáo lý của Phật, chịu đó tìm hiểu những thông tin của Phật một cách chính thống thì hiểu được như thế thì tâm mình, lòng tin vững vàng hơn. Đã đến chùa tu tập hoặc tu tập ở nhà đều nhiếp tâm tu tập, tập trung tu tập. Đối với mọi người là phải hòa nhã, khiêm tốn, khiêm nhường và san sẻ cho nhau những cái điều tốt đẹp và đúng đắn theo giáo lý của Phật và bảo ban nhau cùng tu tập, cùng nhiếp tâm tu tập để mà đi cái mỗi người đều có một cái sự tinh tấn theo cái tâm, cái tịnh, cái định của mỗi người. Phật Pháp được bền vững là nhờ vào sự tinh tấn của hàng Phật tử sống đúng lời Phật dạy, thể hiện qua cách ứng xử trong đời sống hàng ngày với cộng đồng xã hội. Và niềm tin là nấc thang đầu tiên quan trọng để mỗi người gieo trồng thiện duyên, mang lại lợi lạc cho bản thân và cộng đồng.